Vụ án gia đình 4 người ở Hà Nội có uẩn khúc, nguyên nhân dẫn đến cái kết thương tâm do đâu? Công an thành phố Hà Nội đang điều tra nguyên nhân tử vong của 4 người trong một gia đình ở quận Long Biên. Ngoài ra, một số thông tin mới về người chồng cũng được tiết lộ. Ngày 1 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với Công an quận Long Biên, Hà Nội điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khu vực Đê Xuân Quang ở bãi trạm tổ 14 phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, nơi xảy ra vụ án mạng. Phần lớn là các nhà tạm dành cho những người có thu nhập thấp. Người dân nơi đây thuê đất bãi ngoài đê, tự dựng lán làm nhà, mỗi nhà cách nhau khoảng 500m, ít người qua lại nên khi xảy ra chuyện ít người hay biết. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân ở phố Trạm, phường Long Biên, quận Long Biên phát hiện 4 người trong một gia đình tử vong bất thường. Được biết, người chồng đã ra tay với vợ và hai con, sau đó cũng đã tự kết liễu đời mình. Chia sẻ với phóng viên, bà NTD 60 tuổi, nhà ở đầu ngõ gần nơi xảy ra án mạng kể, hàng ngày ở khu vực này rất ít người qua lại, nhưng vào khoảng 10 giờ 30 sáng nay, mùng 1 tháng 9, tôi đi làm đồng về thấy có rất nhiều người cùng xe ô tô ra vào ngõ. Ban đầu, tôi cứ tưởng nhà hàng xóm có dỗ, nhưng sau đó công an xuất hiện, mọi người mới kể, trong ngõ có vụ chồng giết vợ và hai con. Ở đây kiểu xóm ngụ cư, người lao động sáng, người làm về đêm nên ít gặp nhau. Tôi chỉ nghe mọi người đồn là vợ chồng ghen tuông nhau, sẵn có rượu trong người, Hát nhẫn tâm dùng dao ra tay với vợ, chị vợ chạy ra ngoài nhưng cửa khóa. Thấy vậy, hai người con vào can ngăn liền bị Hát đâm chết, khi đoàn mạng ba người, Hát treo cổ tự sát ở vườn nhà. Vợ chồng anh NVQ cũng là hàng xóm chia sẻ, sau khi thấy lực lượng công an đến và xe cứu đưa người chết ra khỏi hiện trường, vợ chồng tôi mới biết chuyện. Nhận tin báo, lực lượng công an đã đến phong tỏa khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu được, bước đầu xác định chủ mưu trong câu chuyện thương tâm trên là LQH, sinh năm 1979, dùng dao đâm chết vợ và hai con. Sau đó, LQH dùng dao tự gây chấn thương rồi treo cổ tự sát tại vườn nhà, bãi trạm phường Long Biên. Trong nhà có thi thể chị N, vợ ông H và hai con là cháu LPA sinh năm 2005, LMD sinh năm 2013. Theo ghi nhận từ phía báo giới, tại nơi xảy ra vụ án mạng nằm ở khu vực Đê Xuân Quang thuộc phường Long Biên, đường dẫn vào ngôi nhà xảy ra vụ án heo hút, con đường thưa dân cư, thậm chí tại đây không có số nhà, tên đường. Ngay từ đầu đường, người dân tại đây vẫn xôn xao bàn tán về sự việc. Chia sẻ với chúng tôi, một người hàng xóm cho biết khoảng 10 giờ cùng ngày, khi đi làm về đã thấy lực lượng công an xuất hiện tại đây, lập rào chắn ngay từ đầu ngõ. Nhiều xe cứu thương cũng xuất hiện tại hiện trường. Theo những người hàng xóm đang có mặt gần khu vực hiện trường, người chồng trong vụ án tên Hát khoảng 45 tuổi. Gia đình này chuyển đến đây sinh sống từ khoảng 4 đến 5 năm trước. Hát có hai đời vợ, 4 người con, người phụ nữ bị sát hại là vợ hai, còn hai cháu bé có một người là con của vợ đầu, cháu còn lại là con của Hát và vợ hai. Những người hàng xóm tại đây nói, được biết hàng ngày vợ Hát bán nước ở gầm cầu Vĩnh Tuy, còn Hát lái xe chở hàng. Theo hàng xóm, Hát thỉnh thoảng đánh vợ và còn là con sâu cờ bạc rượu chè. Nhiều người tại đây cho rằng nguyên nhân ban đầu do hai vợ chồng mâu thuẫn nên người vợ viết đơn ly hôn. Trong lúc hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, Hát ra tay sát hại vợ, hai người con vào can ngăn cũng bị sát hại. Sau đó, Hát treo cổ quyên sinh. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đang tập trung điều tra làm rõ vụ việc. Bên cạnh đó, hàng xóm xung quanh cũng góp sức lo hậu sự cho gia đình này do hiện tại vẫn chưa nắm rõ thông tin cá nhân của hai vợ chồng.